ban đại diện nhóm người da Việt Nam cần gắn kết thì bản sắc dân tộc, sau đây gọi là ban đại diện thống nhất, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể, lãnh đạo cá nhân phụ trách nhằm thực hiện thắng lợi phương hướng và nhiệm vụ hội nghị tập thể đã đề ra trong các kỳ gặp mặt tới. Hết việc. Vâng, và sẽ là thiết thực rất là sắc rẻ của đồng chí, của ông Đăng Thịnh, trưởng ban liên lạc nhóm người sao Việt Nam tỉnh Tuyên Quang. Xin trân trọng cảm ơn ông ạ. Gồm có bà Đặng Hồng Ngân, ban đại diện người sao Việt Nam gắn kết từ bản sắc. Xin trân trọng kính mời chị đứng lên để anh em nhiệt liệt chào mừng. Hát chị bản Lương Y, bản Thị Bình, kinh tế Thông Nam, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Nhiệt liệt chào mừng. Ba là ông Trường Vũ, chuyên gia chế biến ẩm thực. Nhiệt liệt chào mừng. Bốn là anh Tình Lý, chuyên giống cây dược liệu Ba Vì, Hà Nội. Nhiệt liệt chào mừng. Và năm là bà Amun, kinh doanh nông đặc sản và du lịch Hồng Tây. Xin được nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị đại biểu, và tiếp theo sau đây, trân trọng kính mời ông Triệu Văn Quang, phó ban liên lạc nhóm người giao tỉnh Tuyên Quang, lên trình bày những khó khăn tồn tại trong sinh kế của người giao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, trước khi mà trình bày cái phần là những khó khăn và những tồn tại và những ưu điểm của tỉnh Tuyên Quang. Về phần giải trí nông dân, và sau đây tôi xin trình bày về phần còn tồn tại của nó. Về ưu điểm, dược liệu từ nguyên liệu tự nhiên, bao đời nay nghề thuốc nam đã được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nên thuốc nam người giao chủ yếu là gia truyền. Về nhiều điểm, tuy nhiên dù thuốc rất tốt nhưng người giao đã đa phần vẫn sống theo lối sống tự nhiên, chưa có sự liên kết rộng rãi với các dược miền, cây thuốc vẫn chưa được sử dụng và chế biến theo cách thủ công, băm phơi khô và sắc uống, chưa thể sơ chế từ dạng này sang dạng khác để thuận lợi cho việc sử dụng mà vẫn giữ được hiệu quả của thuốc. Hết pin cái mic, sao hết pin? Kính thưa toàn thể các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ của huyện Chiêm Hóa. Kính thưa các đồng chí đại diện cho đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Hôm nay tôi rất vinh dự được đến dự cuộc giao lưu câu lạc bộ người giao Việt Nam, huyện gồm bao gồm ba huyện: huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và huyện Sơn. Kính thưa các toàn thể cộng đồng người giao chúng ta của ba huyện. Trước khi tôi phát biểu ấy, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Triệu Kim Thoa, dân tộc Giao Thanh Y, ở thôn Hoàng Trà, xã Lực Hành, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Hôm nay đến giao lưu ấy, thì tôi cũng không có ý định để phát biểu, nhưng qua ngã ý của tổ chức và nhìn bản sắc của giao chúng ta về đây, rất nhiều dân tộc giao, gồm dân tộc giao giao tiền, giao quần chẹt, rồi giao thanh y. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con dân tộc giao chúng ta,
tôi thì cũng rất vinh dự được cái sự cái hội người Dao tại Hà Nội được gặp ông là Bàn Văn Đăng, rất trẻ thôi, sinh năm 1973, nhưng mà hiện nay là tiến sĩ. Hiện nay ông là trưởng của đoàn người Dao Việt Nam tại Hà Nội. Và ở xung quanh chúng ta hôm nay đi có hai đoàn, gồm có đoàn của Chiêm Hóa và Nguyên Sơn. Thì như hôm nay chúng ta về đây thì chúng ta đã biết rồi, người Dao của chúng ta thì nhiều Dao lắm, tức là gồm 9 nhóm người Dao, mỗi một cái phong tục tập quán khác nhau, nhưng mà nói chung được chung ấy thì từ xưa, từ ngàn xưa để lại đến nay thì chúng ta đều là con của dân tộc. Nhưng do quá trình tiến hóa, mỗi người ở một nơi đó là tiếng nói phong tục tập quán khác nhau. Thế vậy thì hôm nay lên phát biểu với toàn thể các bà con người Dao chúng ta, tôi vì thời gian không cho phép mà tôi không ham muốn rất là nhiều, nhưng mà tôi chỉ xin phát biểu đôi nhắc thầy thôi. Bây giờ phải báo cáo với bà con là bây giờ thế kỷ 21, khoa học và công nghệ tiến vùn. Bởi thế là gì? Cái nỗi lo của tôi là gì? Nỗi lo của tôi là gì? Không biết các bác, các cụ, các ông bà như nào, nhưng mà cái nỗi lo của tôi là gì? Là sợ chúng ta không giữ được bản sắc của dân tộc chúng ta. Tôi lấy như thế này, cụ thể như thế này. Ở làng tôi thôi, chúng tôi là Dao Thiên Nhi, Dao Nghi. Cái Dao ở này này, ngồi cái đấu này, các bà đồng đấu này. Và người đàn ông bạc như tôi đây. Hiện nay có một cái rất sợ hãi, sợ như thế này. Cái lớp trẻ này, bây giờ hầu như rất sợ. Đó là dân tộc ấy. Đất nước càng tiến lên hiện đại bao nhiêu thì đòi hỏi chúng ta là càng phải giữ gìn bản sắc dân tộc. Nếu có người ta mà không tốt, người ta gọi là sông người không tốt chạy nói tôi là người Dao Thiên Nhi, nhưng mà hỏi những Thiên Nhi anh nói Thiên Nhi là mà khẩu không biết, thế anh chỉ là mang danh người Dao thôi. Thế bởi thế nhân hôm nay rất nhiều các chị em mà nhất lớp trẻ, còn các bà u từ 60 như tôi nói rồi, nhất là lớp trẻ chúng ta ngồi đây, các anh các chị về hãy nhớ là gì? Phát triển kinh tế là mình nhẽ rồi, phải không? Nhưng cái bản chất của chúng ta đầu tiên, con chúng ta muốn đại học, muốn tiến sĩ gì gì cũng được, nhưng về đến nhà là phải nói biết đối với mình, thì đó mới là cái đầu tiên mà chúng ta đòi hỏi ta giữ gìn bản thân dân tộc. Chứ lúc nào chúng ta nói giữ gìn bản thân dân tộc, nhưng mà dân tộc Dao tiền thì không đeo tiền, thì đeo tiền nói gì? Dân tộc Thiên Nhi không đeo tiền, Thiên Nhi nói thế thì bản thân chúng ta giữ ở đâu, giữ gìn đâu? Cái bản thân chúng ta không phải là, không phải chúng ta giữ lên thì chúng ta múa văn nghệ cho ta xem ra, không phải đấy. Hôm nay là vì thời gian tôi hết rồi, thì tôi chỉ xin nói đôi lời như vậy thôi. Bởi vì là tôi thì cái một nước Dao thì chúng tôi thì thế này, báo cáo các bạn hiện nay chúng tôi còn giữ được hai cái, ba cái rất là quan trọng. Thứ nhất là 100% đàn ông phải có sắc, đấy là cái thứ nhất. Không phải là thầy mới có sắc đâu, tài thì nhất là tài thì là thầy mới có sắc. Nhưng mà trong tổng Dao thì chúng tôi là 100% là con trai có sắc. Nếu không có sắc thì khả năng là sẽ không lên quả đâu. Cái nữa là sau này về đi tiên ấy, là không có tên để kiếm cơm. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng tôi một số đường gì? Tôi là cái cầu lạc. Cầu lạc. Tôi có hay nói đến cái là mấy người bà, người kinh ấy, bảo làm gì? Bởi vì chúng ta êm không? Chúng tôi cầu lạc chúng tôi. Quy tụ tôi bắt tất cả những cái bà nói. Tôi nhốt vào cửa. Hàng tháng tôi chăn, để cho người ta không nhớ tên làng, để nó không nhớ tên làng, để cho dân làng cái lục bằng. Đấy là cái cầu lạc của tôi. Và đấy là cái mà khách hàng của tôi là phải được. Cái thứ ba là cũng tổ tiên. Cũng tổ tiên. Người Dao Thiên Nhi của tôi là chúng tôi phải cũng tổ tiên. Nếu con cháu mà không cũng tổ tiên,
nên bỏ đi thì coi như là như vậy. Thì báo cáo với toàn thể các ngành nhánh nào khác, hôm nay đến đây giao lưu thôi, tôi chỉ là một thành viên thôi. Qua cái bảo là sao anh nga anh để cái đi tôi ta sẽ đi, thì tôi cũng hơn được các người giao khác là gì, tức là tôi có những lực hàng ở trong quân đội, trong quân đội và cũng là lãnh đạo xã được gần 20 năm, một quân đội là 17 năm, cũng là nguyên đại những tuần trưởng về những cuối cùng trịnh kính chúc các vị lãnh đạo, các lãnh đạo của huyện Yên Hóa luôn mạnh khỏe và chúc toàn thể bà con chúng ta luôn mạnh khỏe và chúc cái hội giao lưu câu lạc bộ người giao Việt Nam huyện Yên Hóa, huyện Đông Bình, huyện Yên Sơn thành công tốt đẹp.